Khói lửa rồi cả nhà. Cả nhà. Đây. Đỏ đen. Dịch rồi cả nhà. Chuẩn bị sẵn sàng rồi cả nhà. Rồi. Nhưng chúc cả nhà mình luôn được an lành, khỏe mạnh nha cả nhà. Quậy quá đã luôn. Tháp rồi cả nhà ơi, thả lưỡi luôn cả nhà. Đéo lưỡi cả nhà ơi. Lên đây nè cả nhà. 600g. Quá đã, quá chứ. Bằng cây đạn này luôn cả nhà ơi. Quá đã. Quá đã. Khoan, bỏ con vịt kia luôn cả nhà. Lấy vịt lên. Quá sướng. Trời đổ mưa luôn rồi cả nhà ơi. Kêu quá đã cả nhà ơi. Hả? Im. Bị thứ hai nè cả nhà ơi. Đen thui luôn cả nhà. Đen thui luôn cả nhà ơi. Ở đây giờ ngủ nha cả nhà. Lại được con quá đã cả nhà ơi. Đó. Là bài chiếc cuộn nha cả nhà. Rồi nhập luôn cả nhà ơi. Bảy lụm hai con
300 g. Tới nữa, tới 300 g. Quá đã. Rồi. Thử nhấp nữa nó có táp không nha. Táp nhấp thêm con nữa nha ơi. Quá đã. Ok nha ha. Đó. Được 300 g. Về rồi cả nhà ơi, nhấp con nãy về luôn. Quá mệt đi sao. Hai con, hai bầy lụm hai con nha cả nhà. Đây, đó. Đây, hai con. Đây là cả nhà. Đó. Quá đã cả nhà ha. Nặng chịch luôn đó nha. Đây. Nặng á. Cảm ơn cả nhà nhìn nha cả nhà. Quá đã.